Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Đồng Nai. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cùng xem là một anh nông dân ảnh chế cái máy này, gọi là cái máy xay xác bắp để cho bò ăn các bạn. Thì cái máy này là ảnh chế là hết gần 300 triệu các bạn, tầm đâu đó, nhưng mà mình cũng không biết là con số cụ thể chính xác nó ha. Thì ảnh chế từ cái xe này là cái xe cải tiến của mình đó, và ảnh chế và ảnh sẽ cho cái thùng này nè. Nó bây giờ hiện tại thì ảnh cũng đang chuẩn bị đi vào hoạt động nè. Đó thì cái quy trình hoạt động nó thì như thế nào đây, thì một tí nữa thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem. Bây giờ thì hiện tại thì mình sẽ review sơ sơ đây các bạn. Đây phía trên kia là, thì dù mặt trời nó hơi chói nắng, các bạn xem trên kênh cũng thông cảm cho mình nha. Rồi bây giờ là anh cho đi vào hoạt động luôn rồi các bạn. Đây phía mấy anh nhà công ở phía dưới cũng đang thải bắp lên, thải những cây bắp lên để lên mặt trời. Thống hoạt động của cái máy này các bạn, tích trong cái chuyện này. Thì ở đây là cũng mấy đầu mình thấy là 5-6 người đó các bạn, để mà dắt những cái bó mà như thế này sẽ gom thành đống lại như thế này. Đây bắp trái vẫn còn nguyên này các bạn, cây đây. Rồi sẽ cho lên băng tải. Đây sẽ xuống ở phía xe bên kia là đây, để mình quay cái họng bên trên cho các bạn cùng xem á. Tới trên để quay cho các bạn xem ha. Đây đây nhớ thành thác ra bã như thế này đây các bạn.
là không có là quý vị. Tiếng máy ăn nhiều quá, máy nó ăn nhiều quá, nó hơi nặng máy đó các bạn. Anh đã lấy xong cái khu vực ở phía này các bạn, thì cũng hơi xa nên bây giờ là anh cho xe ve vô lại. Thì đây thì sớm giờ cũng tầm tầm đâu đó 15 phút nhưng mà cũng đã hết một cái khu vực ở phía này rồi. Đây bây giờ hiện tại thì xe công nông, mình tạm gọi là xe công nông đi ha, ve vô ở phía này để mà lấy tiếp, tại vì xa quá các bạn. Đây thì mình cũng xin nhắc lại cho các bạn xem trên kênh được hiểu và được biết, thì cái dàn chân ở phía dưới nè, dàn chân của xe này là xe của cải tiến đó các bạn, nên anh chế và anh độ là rất là tối tăm hơn.
rồi, bây giờ cũng đã hết rồi khu vực rồi. Bây giờ tiếp tục ve vô nha các bạn. Đây để mình quay những cái bắp mà những cây bắp mà chưa xay ha, cho các bạn cùng xem ha. Rồi bây giờ tới xe xay bắp rồi, chuẩn bị đang về vô các bạn. Chạy quá anh này, chạy quá chạy che kìa. Rồi bây giờ lại tiếp tục. Rồi xong anh chạy hoài chưa? Rồi được rồi đó. Xe đậu song song như thế này. Thì cũng như đầu kênh mình cũng có nói là tại vì là đất này nó không bằng nha, thì cũng có chỗ cao chỗ thấp nên xe không chạy được các bạn, nên phải đậu là một chỗ.
vậy luôn hả? Trời ơi, xe nó ra khối luôn rồi. Vậy là chưa sẽ về vô tiếp tục lấy nha. Có lẽ bộ phim này mình quay nó hơi dài. Cái họng phía trên mà cho ga gom thì nó sẽ ship lại được nha các bạn. Lấy hết luôn hả anh? Mình lấy hết luôn hả? Vậy là anh quyết định lấy hết luôn các bạn. Thì cái này là trồng để cho bò ăn các bạn, nên bắp này sẽ không dưỡng thuốc hơn. Rồi bây giờ ve vô đúng vị trí và
lấy hết cái khu vực này các bạn. Khu vực này cũng còn ít. Đấy. Vẫn trái vẫn còn nguyên luôn. Giờ xe cũng đã chạy ra ngoài. Rồi, video mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.